cho các bạn. Trong phần 6 này, tôi sẽ gửi đến các bạn top 3 yếu tố quan trọng hàng đầu để có content lấy tình cảm của khách hàng và xây dựng kinh doanh bền vững với content marketing. Yếu tố đầu tiên là giúp khách hàng giải quyết một thách thức, một vấn đề cụ thể. Đây được gọi là yếu tố giải quyết vấn đề của content. Nếu content của bạn có điều này, đó là một content vàng, có thể khai thác liên tục. Mỗi khi khách hàng bấm vào một link trong content của bạn để xem tiếp, điều đó có nghĩa rằng họ mong muốn tìm thấy thêm giá trị. Đa phần họ sẽ tìm kiếm giá trị là những kiến thức mà họ đang cần, những lời khuyên hữu ích hoặc cách thức làm thế nào để giải quyết một vấn đề cụ thể trong mối quan tâm hiện tại của họ. Nếu các content của bạn có thể giúp khách hàng giải quyết được những khó khăn, những vấn đề của họ, bạn sẽ hưởng đến hai lần lợi ích từ các content này. Đầu tiên, những content này giúp bạn trở thành chuyên gia và top những người được nhớ đến trong lĩnh vực của bạn. Và thứ hai, khi người xem đã tin tưởng vào lời khuyên của bạn, họ sẽ lan truyền miễn phí cho bạn đến các khách hàng mới. Các bạn vừa đi qua yếu tố thứ nhất, đó chính là content giúp cho khách hàng giải quyết một vấn đề, một thách thức của họ. Mời các bạn đi tiếp vào yếu tố thứ hai.